Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng mái Nhật được Mark Home thiết kế thi công trọn gói cho gia đình nhà ông Nguyễn Văn Linh. Địa điểm là tại Thanh Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam. Đây là công trình mà gia đình nhà ông Linh đã cùng với các kiến trúc sư và kỹ sư của Mark Home làm việc trong suốt thời gian vừa qua. Thì như các bạn thấy đấy, các thiết kế của Mark Home nó luôn đẳng cấp và luôn nổi bật. Đặc biệt đây chính là về cái tính hiện đại cũng như thể là cái sơ lược về hình khối không quá cầu kỳ, không cần phải trang trí quá diêm dúa. Nhưng tuy nhiên nó vẫn thể hiện lên được cái nét đẹp, cái nét hiện đại mà rất ít đơn vị nào có được. Thì trước khi đi vào trong chi tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu chúng tôi đến từ Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công trọn gói hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mark Home đã có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự. Chúng tôi vừa mới khai trương thêm chi nhánh tại Nhà Bè. Các bạn nào ở gần khu vực Nhà Bè ở tại thành phố Hồ Chí Minh, các bạn có thể qua trực tiếp công ty, trực tiếp trụ sở để được chúng tôi hỗ trợ tư vấn cũng như thể là lên một số cái chi phí dự trù, xem cái phần tài chính của gia đình chúng ta có phù hợp hay không. Bạn nào ở xa hay bên nước ngoài liên hệ qua số hotline chúng tôi là 0964458858 hoặc là 0828133333. Đây là hai số chúng tôi có Zalo, có thể hỗ trợ các bạn bất kể ngày hay đêm, thứ bảy hay là chủ nhật đều có nhân viên túc trực. Ngoài ra Mark Home cũng vừa ra thêm một phân khúc mới là King Luxury. Đây cũng là một trong những dòng phân khúc cực kỳ cao cấp, chuyên về thiết kế cũng như thi công trọn gói biệt thự lâu đài, những căn biệt phủ có trị giá khá là nhiều tiền thì chúng ta sẽ thi công với cái thương hiệu King Luxury này. Quay trở lại mẫu nhóm này, các bạn thấy rằng đây là một ngôi nhà mang phong cách hiện đại và với hệ mái Nhật. Vậy thì trước khi đi vào trong thiết kế một công trình, chúng ta phải xác định rõ cái phong cách mà chúng ta thích. Sở thích của gia chủ sẽ quyết định đến cái phong cách tồn tại trong ngôi nhà này. Cái thứ hai nữa là chúng ta lựa chọn màu sắc cũng như thể hệ mái của công trình cho nó phù hợp với lại cái nhu cầu. Các bạn lưu ý rằng là cái phong cách cũng như thể hệ mái nó cũng quyết định đến cái túi tiền, đến cái giá thành của công trình. Trong một công trình thì thường những cái phần mà nó sẽ liên quan lớn đến cái phần chi phí, thứ nhất là về phần móng. Phần móng nếu như chúng ta phải ép cọc thì các bạn biết rằng cái chi phí ép cọc nó có thể đội lên cả 100 triệu. Hai nữa là phần mái, áp dụng đối với lại những phần hệ mái thái thì chúng ta phải đổ bê tông mái vát, thế nên là phần thi công mái thái nó cũng sẽ rất là tốn kém. Và ngoài ra là thứ ba là phong cách. Phong cách ở đây ví dụ như các bạn nếu mà làm theo phong cách cổ điển, chúng ta phải đắp phào chỉ bằng bê tông rất là nhiều. Hầu như là một tháng hoặc là vài tháng chúng ta đắp được có mỗi một mặt công trình. Đấy các bạn thấy đây. Chính cái điều đấy nó cũng sẽ nhân cái phần đơn giá nhân công cũng như thể là chi phí vật liệu của chúng ta lên. Công trình này được thiết kế với hệ bậc ngũ cấp, tức còn gọi là 5 bậc đi lên trong sảnh chính. Thiết kế như thế này là phù hợp rồi. Trong bất kỳ video nào tôi cũng phải khuyên các bạn rằng hãy làm phần đế nó cao lên. Chúng ta đừng nên tiết kiệm và chúng ta hãy biết rằng là khi làm phần đế cao thì công trình của chúng ta nó cũng sẽ đẹp và nó cân xứng với tỷ lệ hơn rất là nhiều. Đây là một góc nhìn từ phía bên tay phải qua. Thì bên này thì chúng ta thấy phong cách nó cũng khá là ăn nhập với lại phía bên tay trái của chúng ta. Hệ cầu thang được thiết kế với lan can sắt sơn tĩnh điện. Nếu như các bạn nào thiết kế ngoài trời thì chúng ta nên làm một là nhôm đúc, nhôm đúc chân không ấy, hai là inox, ba là sắt sơn tĩnh điện. Về inox thì tôi khuyên các bạn rằng là không nên làm, bởi vì cái vật liệu inox nó rất là khó phối màu. Các bạn thấy rằng vật liệu inox chúng ta nó có dòng như thế là gương hay là inox mài hay là inox bóng hoặc không bóng. Các bạn thấy rằng là chúng ta không nên lựa chọn inox và bằng vào cái vật liệu trang trí. Còn đây là góc khuôn viên khu đất dựa trên fly cao. Các bạn thấy rằng khuôn viên khu đất khá là rộng, cực kỳ rộng. Đây là về cái mặt đứng dưới, cái mặt chúng tôi đứng chụp ấy, đứng chụp bằng góc người. Các bạn thấy khuôn viên khu đất rộng thênh thang. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem qua bộ hồ sơ này, xem bộ hồ sơ này gồm những hạng mục gì. Trước hết thì chúng ta sẽ xem qua bộ hồ sơ thiết kế kiến trúc công trình. Thì trong cái phần mặt bằng kiến trúc công trình này, chúng ta sẽ quan tâm đến cái phần mặt bằng tổng thể đầu tiên, hay còn gọi là mặt bằng định vị công trình. Trong cái phần mặt bằng tổng thể này, các bạn sẽ xác định rõ được công trình chúng ta đặt ở vị trí nào, có ảnh hưởng đến nhà bên hay không, có xây được hay không, và những phần còn lại thì chúng ta sẽ dùng làm gì. Thì trong cái phần mặt bằng tổng thể, các bạn thấy rằng chúng ta có phần hoa gió là cái đầu tiên, bởi vì hoa gió nó sẽ quyết định đến hướng, đến phương và đến vị. Hai nữa là cái chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng. Phần này thì nó sẽ giúp cho chúng ta biết được là công trình của chúng ta có vượt
so với lại quy hoạch của thành phố hay không, hay là có được đua hay là được xây ra bên ngoài ranh giới chỉ giới xây dựng hay không, thì trong cái phần này chúng ta sẽ nắm được. Trong cái khuôn viên khu đất này khá là rộng thì chúng tôi sẽ lựa chọn lùi phía trước lại tầm 10 mét để làm khoảng sân, và ngoài ra thì chúng tôi sẽ trừ lại phía sau tầm gần 26 mét. Đấy, các bạn thấy đất của chúng ta rộng thênh thang, chứng tỏ là gia đình nhà ông Linh là một trong những nhà rất rất nhiều đất. Còn đây là về cái mặt bằng chi tiết công năng tầng 1. Mặt bằng chi tiết công năng ở dưới tầng 1 các bạn để ý đến cho tôi là cái kích thước của chúng ta rơi vào tầm cỡ 10m37. 10m37 tôi cũng nhân ạ. 10,37 nhân với lại chiều ngang là 7,74. Như vậy diện tích mỗi sàn của chúng ta nó rơi vào tầm 80 m2, chưa bao gồm sảnh chính và sảnh phụ. Các bạn lưu ý nhé, trong này nó có hai cái khái niệm, một là diện tích sử dụng, hai là diện tích xây dựng. Thì đối với lại diện tích sử dụng thì các bạn cứ tính ở trên cái phần diện tích mà chúng ta có trên mặt nền, hay còn gọi là có trên mặt sàn. Đây các bạn cộng vào thì các bạn sẽ ra được cái diện tích sử dụng. Còn lại diện tích xây dựng thì các bạn phải cộng thêm cả phần mái đua. Ví dụ như thế phần mái đua ở phía trên cộng với lại phần đối trọng của nó thì các bạn phải cộng vào. Thì với 80 mét vuông sử dụng như thế này thì chúng tôi sẽ bố trí công trình gồm một phòng khách rộng gần 20 mét vuông. Phòng khách sẽ liên thông với khu vực bếp và phòng ăn rộng 17 mét vuông. Như vậy là cái không gian công cộng của chúng ta nó sẽ rơi vào tầm gần 40 mét vuông. Nếu mà tính thêm cả khu vực cầu thang, tiểu cảnh dưới cầu thang thì nó sẽ trên 40 mét vuông. Phía sau của công trình thì chúng ta thấy rằng có một lối đi ra bên ngoài sân ướt. Một lối đi ra bên ngoài sân ướt và có một phòng ngủ dành cho ông bà ngay phía dưới tầng 1. Các bạn lưu ý rằng là đối với lại những thiết kế dành cho gia đình có 2 đến 3 thế hệ trở lên thì chúng ta nên ưu tiên là phòng ngủ đặt ở ngay phía dưới tầng 1. Ngoài ra thì chúng ta có một phòng W cấp C hay còn gọi là nhà vệ sinh, chúng ta đặt ở ngay ở phía sau cùng. Thì trong cái cách bài trí ấy, các bạn lưu ý rằng chúng ta đặt cái la bàn vào, chúng ta sẽ xác định được vị trí nào là cung đen. Đối với lại cung đen thì chúng ta sẽ lựa chọn nó là bể phốt, nhà vệ sinh, cầu thang. Còn đối với lại cung đỏ thì các bạn sẽ xác định nó như thể là hướng cửa chính. Cửa chính luôn luôn được ưu tiên hướng đầu tiên, rồi là hướng phòng khách, rồi hướng bếp, hướng bàn thờ. Lên trên tầng 2. Tầng 2 thì chúng ta cũng có hai nhà vệ sinh, hai phòng ngủ kèm theo đấy là một nhà vệ sinh chung. Mỗi phòng có diện tích tầm 12 mét vuông. Chúng ta có thêm một phòng thờ rộng 13,4 mét vuông, khá là rộng. Trên này thì chúng ta có hai ban công, một ban công ở phòng thờ và một ban công ở phòng ngủ 03. Ngoài ra thì hai phòng này thì sử dụng một nhà vệ sinh chung ở phía bên ngoài. Tiếp vào đấy thì chúng ta để đến cái phần mặt đứng chính của công trình. Thì trên cái phần mặt đứng này thì các bạn lưu ý rằng chúng ta để ý đến cái kích thước chiều cao từ đỉnh mái đến cốt 00 của chúng ta là 10m8. Như vậy là kích thước thông thủy ở dưới tầng 1 là 39, còn lại tầng 2 là 36 và phần mái là 2m55. Bố trí như thế này là phù hợp rồi, và cái con số thông thủy của chúng ta nó là cũng là rơi vào con số đẹp. Tương tự đối với lại các mặt đứng còn lại. Quan trọng hơn nữa đây chính là phần mặt cắt ở trong công trình. Trong cái phần mặt cắt này các bạn sẽ nhìn thấy được những vị trí tô đen là những vị trí chúng ta sẽ đổ bê tông. Đổ bê tông thì trong cái phần đổ bê tông này thì các bạn sẽ lưu ý đến cho tôi, ví dụ như thế là sân ướt này, hay là nhà vệ sinh, hay là sân chơi, ban công là những cái mà chúng ta phải hạ cốt sàn. Đấy là cái bất di bất dịch rồi. Rất nhiều người thường hay không để ý đến cái này, mặc dù chúng ta hạ cốt sàn nó rất là thấp, đấy nó không có quá nhiều, nhưng mà tuy nhiên chúng ta phải để ý một chút thì chúng ta mới thấy được cái phần này. Tiếp theo đấy thì trong bộ sơ kiến trúc chúng tôi sẽ bóc tách ra rất là kỹ càng. Trong đấy bao gồm bóc tách về kỹ thuật trong nhà vệ sinh. Vì sao trong nhà vệ sinh phải bóc tách kỹ thuật chi tiết? Bởi vì các bạn hình dung rằng là trong nhà vệ sinh rất nhiều những trường hợp mà tôi phải nói rằng nó hy hữu. Ví dụ như trường hợp mà chúng ta lắp xong chậu rửa mặt, bàn đá, nhưng tuy nhiên cửa lại không mở vào được do vướng chậu rửa mặt. Hai nữa là cái bệt xí chúng ta đặt nhưng mà tuy nhiên chúng ta ngồi đứng lên ngồi xuống nó rất là khó. Và cái thứ ba là việc thoát nước ở trong nhà vệ sinh. Thêm một cái nữa là các bạn có thể nhìn được ở trên cái phần mặt đứng ấy, là chúng ta có đổ bê tông ở gác nhà vệ sinh hay không. Nếu như chúng ta muốn tận dụng cái nhà vệ sinh có gác làm kho thì các bạn sẽ đổ bê tông trừ lại tầm cỡ 80 phân đến 1 mét. Hoặc là các bạn có thể sử dụng trần này cao. Mục đích là gì? Mục đích để chúng ta hạn chế cái chiều cao ở trong cái nhà vệ sinh. Các bạn đã biết rồi, cái góc nhìn khi chúng ta đứng trong một không gian nhà vệ sinh thì diện tích của chúng ta rất là nhỏ. Còn nếu như các bạn làm trần nó cao thì tự nhiên nó trông nó sẽ rất là bị hút
nó bị hút view nhìn ấy, thì chúng ta sẽ không thấy được cái đẹp ở trong nhà vệ sinh. Thế nên là đa số 100% thì trong cái nhà vệ sinh chúng ta thường chọn phương pháp là hạ cốt trần. Đấy, hạ cốt trần. Đấy, tương tự đối với lại cầu thang. Vì sao cầu thang phải bổ kỹ thuật thì các bạn biết rồi. Bởi vì cầu thang liên quan đến phong thủy trong công trình. Số bậc cầu thang thì chúng ta thường chia theo các con số, ví dụ như sinh, lão, bệnh, tử. Ở trong đấy sinh thì nó sẽ ứng với lại 21 bậc. Đấy, 21 bậc nó là con số đẹp. Các bạn lưu ý rằng không thiết kế bậc cuối cùng là bậc chặn. Đấy là cái nguyên tắc bất di bất dịch ở trong cái thiết kế cầu thang. Ngoài ra thì cầu thang của chúng ta thì nó sẽ có những cái phần ví dụ như thể chiều cao. Đấy, chiều cao của lan can, đấy, chiều cao của bậc, đấy, của bậc cầu thang. Đấy, thì trong cái chiều cao lan can này các bạn biết rồi, chiều cao chúng ta rơi vào tầm ở 90 phân là chúng ta sẽ vừa đủ cái phần bàn tay chúng ta cầm để đi lên và nó tạo được cái độ an toàn ở trong cái thiết kế của chúng ta. Còn đây là về cái phần mặt bằng định vị về cửa chính và cửa đi. Thì trong phần mặt bằng định vị cửa này các bạn lưu ý rằng chúng ta có một số những cái ký tự. Ví dụ như D1, D2 hay là S1, S2. Thì trong này chúng ta có luôn những cái kích thước để chiều cao cốt sàn để các bạn xem qua nó các bạn sẽ hiểu được. Và ngoài ra nữa là chúng ta có phần cửa chính. Cửa chính này thì các bạn sẽ tra cứu theo cái thước lộ ban bằng cách để chúng ta vào trong website, truy cập vào trong website thiết kế thi công chọn gói.com, hoặc là các bạn click vào trong cái đường link ở ngay phía dưới video. Thì trong thước lộ ban này các bạn chỉ việc nhập thôi. Đấy, nhập ví dụ như 1600 này. Thì cái cách xem các bạn đã biết rồi. Chúng ta trừ đi phần khuôn ba phào nẹp, trừ đi những phần cố định, chúng ta sẽ tính ở trong những phần lọt sáng hay còn gọi là những phần thông thủy thôi. Đấy, thì cái cách tra cứu chúng ta các bạn nhập vào thì nó sẽ rơi vào cái cung ở dưới này. Cái ý nghĩa của nó nằm ở ngay đây. Đấy, cung của chúng ta là cung tác quan, cung màu đỏ là tốt rồi. Nó sẽ nằm trong cái khoảng quý nhân, khoảng này là khoảng tốt, gặp khoảng này thì gia chủ luôn gặp những điều khả quan, làm ăn thì phát đạt, bạn bè thì trung thành, con cái thì thông minh hiếu thảo. Đấy chính là cái lý do vì sao mà khách hàng của chúng tôi lại đông đến như vậy, bởi vì là cái phong thủy là cái quan trọng bậc nhất và quan trọng hàng đầu khi chúng ta lựa chọn thiết kế cũng như thi công ngôi nhà. Để kích cầu, kích tài lộc cho ngôi nhà thì yêu cầu chúng ta sẽ không được phạm một số những cái lỗi đại kỵ, cũng như thể là cái bố trí làm sao cho phong thủy của chúng ta nó một cách tốt nhất để nó hỗ trợ cho gia chủ. Hồ sơ thứ hai đấy chính là phần hạng mục kết cấu công trình. Thì trong cái kết cấu này chúng ta quan tâm đến 3 phần. Thứ nhất là phần móng. Như các bạn biết rằng phần móng của chúng ta có một số loại móng như móng ép cọc, khoan nhồi, móng băng, móng bè, móng đơn, móng cốc. Đấy là một số các loại móng thông dụng, móng thông dụng mà chúng ta hay sử dụng trong cái nhà dân dụng. Thì đối với lại hệ móng thì chúng ta lựa chọn qua hai yếu tố. Thứ nhất là về cái địa chất nền đất. Địa chất nền đất nó sẽ quyết định đến cái việc mà chúng ta lựa chọn hệ móng gì. Ví dụ như nền đất đồi, nền đất đá phong hóa nó khác, nền đất liền thổ, đất thịt lâu năm nó khác, hay là nền đất đồng ruộng, nền đất lấp ao hồ nó sẽ khác. Thứ hai nữa là về phần cột, phần dầm thì tôi không nói quá nhiều. Và thứ ba là về phần mái. Nhiều người thường hay hỏi là phần mái vì sao nó lại liên quan đến phần kết cấu. Bởi vì cái quy trình làm phần mái nó có rất nhiều các quy trình. Ví dụ như mái chúng ta đổ bê tông 2 lần hay 1 lần, mái bằng hay là mái vát, thì mọi cái phần mái đấy nó sẽ liên quan trực tiếp đến kết cấu. Và khi chúng ta có một cái bảng hồ sơ kết cấu nó chi tiết như thế này rồi thì các bạn sẽ luôn yên tâm là cái việc chúng ta thi công sẽ không bị phát sinh. Đấy, thì các bạn thấy đây, ở ngay phía dưới phần thép chúng ta có phi 6 này, đấy, phi 8, phi 10, phi 16 khối lượng này, đấy, chiều dài này. Đấy, thì trong cái này chúng ta đã thống kê rất là kỹ càng. Đấy, đây là độ dài dầm, cái tiết diện của dầm. Ở trong này bố trí bao nhiêu cây thép 16, bao nhiêu cây thép 18, trong này chúng ta đã có hết rồi. Và thứ ba là chính là hồ sơ về điện nước. Thì trong cái điện nước nó thể hiện lên được cái nhu cầu cũng như thể là cái chúng ta sử dụng hàng ngày. Ví dụ như những cái trường hợp hy hữu, ví dụ như chúng ta thiết kế xong điện nước nhưng tuy nhiên sau chúng ta đặt đồ nội thất vào thì nó lại không may che mất đi ổ điện hay là che mất đi công tắc bật tắt công trình. Đấy chính là do chúng ta chưa có sự tính toán đồng bộ ban đầu. Hay là những trường hợp khác, ví dụ như chúng ta đun nồi bếp từ hay là siêu tốc, nó xảy ra những hiện tượng nhảy áp hay là chập. Đấy cũng chính là do chúng ta chưa lộ điện chưa đúng cách. Thì trong cái hồ sơ điện nước này thì chúng tôi sẽ thể hiện ra rất là rõ ràng. Và các bạn luôn yên tâm rằng là mọi công suất đã được tính toán rồi. Thế nên là sẽ không có những hiện tượng ví dụ chập cháy hay là nhảy áp được.
Cái nữa là chúng ta sẽ thấy rằng cái tiện lợi, ví dụ như chúng ta ngồi ở đâu cũng có thể vị trí gần ổ sạc, ổ sạc hay công tắc để giúp chúng ta bật tắt điện nó dễ dàng hơn. Video ngày hôm nay thì tôi đã vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu nhà khá là đẹp, khá là hiện đại, được Măng Home thiết kế thi công trọn gói cho gia đình ông Linh. Để bạn nào có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói theo mẫu công trình này, các bạn nhanh tay liên hệ qua số line chúng tôi là 0964458858 hoặc là 0881333333. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video lần sau.